Bạn đang cần tìm nơi thật uy tín để Black Label Mobile giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Hello cho anh em, trở lại Black Label Mobile Việt trên tay của mình là con tướng rất là hot trong mùa S2 2023. Với khả năng vết mạng và tỷ lệ thắng đang rất là cao, chuyên gia vết mạng Quillland, chuyên gia móc lốp Quillland anh em ơi. Tại sao Quillland lại hot và có tỷ lệ thắng tốt trong mùa S2 2023 như vậy? Bởi vì cái lý do đơn giản là trang bị của Quillland lên rất xài cái thương xuyên phá, mà thương xuyên phá tăng sức mạnh, thương long giảm sức mạnh. Đối thủ giảm mình tăng thì tất nhiên mình sẽ được tăng gấp đôi, và chắc chắn thì Quillland sẽ là một con bài leo rank cực kỳ tốt trong mùa S2 2023. Anh em mà chưa biết chơi Quillland thì hãy cùng xem Mobile chơi Quillland và hướng dẫn anh em chơi Quillland để leo rank dễ dàng hơn và chơi những con tướng khỏe trong mùa 23 nha. Từ từ ăn con rồng đã mấy người anh em ơi, hỗ trợ mình con rồng xong là mình đến mình vết mạng luôn. Ở phía đường giữa có Quyền Vương, ui ạ, phải để đâm hơi sâu rồi, không được anh em ơi. Quả đấy mà bạn đấy vẫn ở gọi là giữa sông thì có lẽ mình thì được rồi, nhưng mà bạn đấy về trụ sâu quá, cẩn thận bị pha đẩy vô trụ thì sớp vào luôn. Hình như là có đứa đã ăn mất bùa xanh của mình rồi anh em ơi. Mình con cá và bạn mua văn rát hay thiên nhiên đã cướp mất bùa xanh của mình cũng không quan trọng, mình chẳng cần bùa xanh, mình cần mạng cơ anh em ơi. Ở phía dưới đang có một pha ép, mình tới thì chắc cũng không có kịp rồi. Thôi từ từ lúc lùn chờ để cơ anh em ơi. Giòn mù rát giật bóng về, 1 2 3 cùng xuyên nào. Thực sự quá dễ bắt bài Murat, sau đó là giòn sói ca double kill chạy ra khỏi trụ, rất đơn giản. Thực sự đây là vị tướng vết mạng và các bạn hãy làm tròn cái nhiệm vụ vết mạng của tôi nha, đó là mình di chuyển tới giao tranh để vết mạng đánh hơi được những pha mà tướng địch nói chung là với team mình cấu gì với nhau, hoặc là tướng địch yếu máu mình tới thật là nhanh với cái chiêu cuối, sọt nhẹ cái chiêu 2, ấn chiêu 1 và đánh thừa anh em ơi. Rất đơn giản như thế thì chúng ta đã có mạng rồi, và con này là con tướng nó auto chí mạng khi mà anh em tấn công từ sau lưng, từ farm quái rừng là những việc là đánh tướng địch thì mình cố gắng là dùng chiêu 2 áp sát từ phía sau lưng để mình đánh thường, mình xài chiêu 1 đang là auto chí mạng nha. Và nếu không chí mạng được thì sẽ khá là yếu anh em ơi. Rồi, chuẩn bị chơi để nhiều máu trước anh em ơi. Rồi, sau đó là John. Rồi ở kết quả mình xiên bạn Mina vừa là cứu bổ vừa là tấn công đứa nhiều máu nha. Và bình thường thì các bạn AD chơi anh em ơi. Hay quá, bây giờ thì mình chắc chắn có trụ đường rồng rồi. Sau khi ép đường rồng xong thì mình sẽ qua mid để ăn Quyền Vương. Bắt đầu Quyền Vương hình như là hơi tỉnh và đẹp dai, chúng ta mình qua cái con đường xanh nha. Đấy, mình bị cướp bờ xanh này anh em ơi, con này thực ra là cần hồi chiêu. Mana thì mình không cần đâu và mình không có xài, nhưng mà hồi chiêu thì rất là quan trọng luôn nha. Đây, lại có một cái pha vết mạng rồi, hãy cố gắng giấu sai để chúng ta chờ đợi những pha gọi là team mình và team bạn chơi nhau, trao đổi chiêu thức với nhau, đứa nào yếu máu thì mình tới mình bắt rất là nhanh luôn. Cái khả năng của mình là vết mạng thì hãy cố gắng phát huy cái khả năng vết mạng của mình nhé các bạn ơi. Ok, chắc có lẽ thì mọi người cũng vừa trải qua một kỳ nghỉ lễ rất là vui vẻ bên gia đình, bạn bè và gấu rồi. Thì Mobile Việt cũng chúc anh em có sắp tới là có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc, tập và nói chung là chúc anh em luôn luôn vui vẻ nha. Thực ra thì chơi game Mobile thì bây giờ cũng khá ít anh em chơi, không còn nhiều như ngày xưa. Và đặc biệt là những anh em yêu thích Mobile Việt từ ngày xưa đến bây giờ thì còn khá là ít, và từ xưa đến bây giờ vẫn còn yêu thích Mobile Việt, xem clip của Mobile Việt thực sự quá là quý luôn, thực sự rất là chân quý vậy. Cảm ơn anh em ủng hộ Mobile Việt trong thời gian rất dài nha, và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Rồi thôi trở lại trận đấu đi, hiện tại thì mình đang tìm kiếm cơ hội để viết mạng Murat, chắc là không có đường về rồi anh em ơi. Một té sau đó là Quyền Vương chạy đi đâu, đẩy chưa cuối ôi chơi tốc biến thì chịu rồi. Thực ra thì mình khả năng bắt những con tướng máu mỏng này, những con tướng ít máu này, thì các bạn cố gắng là mình đâm vào mấy con tướng đó nha. Chúng ta hạn chế đâm vào những con tướng đầy máu bằng những con tướng máu dày, thì bởi vì là mình tấn công mục tiêu nào mình không tiêu diệt được ít thì mình sẽ bị phế. Cái này phải áp sát
số nào thì phải tiêu diệt được luôn, chứ không tiêu diệt được luôn thì người ta sẽ lập chết mình đấy anh em ơi. Thành ra thì đấy, mình phải xem tình huống mình lao vào giao tranh, và đặc biệt nghiêm cấm cái việc chúng ta mở giao tranh của Quy Đen nha. Mở giao tranh Quy Đen thì có kiểu mở giao tranh như này này, đó là các bạn hãy đúc đùm, sau đó tôi định đi ngang qua anh em hoặc cái chiêu 2 anh em xài cái chiêu 1 đấy, cấu rỉa máu đánh thử một phát, rồi anh em dùng cái chiêu của anh em lui về một tí đợi đồng đội lao lên, rồi chúng ta tiếp tục tấn công mục tiêu khác để ít máu anh em ơi. Đấy, đợi chờ cái chiêu 2 hồi xong thì mình lại tấn công tiếp. Thì thực ra thì đó là cách mà chơi Quy Đen an toàn hơn, nên mở giao tranh là chỉ như vậy thôi, chứ anh em đừng có mở giao tranh một cách mạo hiểm bằng cách đó là dừng chiêu cuối sau đó lao chiêu 2 cho 1 nha. Chúng ta không có cái để chạy đâu, cực kỳ nguy hiểm luôn. Murat thì chắc chắn là lên bản đến số rồi, đã có cơ hội gì để chạy nữa. Bây giờ Murat nó kiểu là một cái chất tướng bị yếu đi bởi cái thương long thứ nhất, thứ hai nè, hình như nó bị sửa cái gì đó mình thấy ra nè. Sái chương 2 vẫn bị gây đam, giật bóng về vẫn bị đam theo. Đấy, nó rất là khó chơi và nó không còn độ ảo như trước nữa. Mình cảm nhận như vậy, không biết anh em cảm nhận như thế nào khi mà chơi con bài Murat mùa F2 2023. Các bạn nhớ comment bên dưới nha, để mọi người cùng biết. Rồi, hiện tại thì chưa tìm đến mục tiêu đâu. Đây, Quyền Vương à, chạy rồi anh em ơi. Quyền Vương thực ra nếu bạn ấy không để ý hoặc là hết chiêu cuối rồi thì dễ, nhưng mà còn chiêu cuối là khó bắt anh em ơi, bởi cái chiêu cuối nó chạy khá là xa. Thế này thì mà thì ít chung quân bài khống chế, con Quyền Vương thì nó sợ khống chế, nó sợ những con tướng đấu sĩ tanker, nhưng mà không sợ sát thủ và đặc biệt không sợ AD pháp sư. Đấy, em lưu ý nha, sợ Mina cực kỳ luôn, nhưng mà nếu mà Mina có đồng đội hỗ trợ thì mình mới sợ thôi. Còn Mina đi một mình như này thì mình có khi mình xuyên luôn nha mọi người, quay lại với xuyên đấy, đánh từ sau lưng nó cực kỳ thốn nha, những phát nào chọt sau lưng nó hơn 1k, không chọt sau lưng thì không có đam. Ôi đấy, anh nhìn thấy chưa, máu mỏng một qua lưng cho mình tổng quất thì thôi rồi, nhưng khác gì nó giận mọi người đâu. Thôi nên rốn nha anh em ơi, cực kỳ khỏe. Và con này biết chơi thì chắc chắn cũng là một vị tướng chơi khá là nhiệt, cái diện tích của Quy Đen mình thấy khá là cao, nên là mọi người chắc chắn sẽ có một con bài Lê Hồn Anh tốt cho mùa F2 2023. Ôi không được, không ổn nha anh em ơi, team bạn đông là mình lôi luôn. Ở đấy là mình tính là tới bắt này John, nhưng mà thấy một người khác thì mình lôi luôn, bởi vì thực ra mình có thể không ăn được John, bởi John vẫn còn chiêu 2 đẩy ra cái là mình thôi, là mình thế rồi, mình xài chiêu cuối trước mà. Đây là lý do mình không lao vào bắt John luôn anh em ơi. Ok, thương xuyên phá đã có rồi nha. Bây giờ một cái thánh kiếm, một cái thương xuyên phá là hai cái trang bị rất nhiều đam của con Quy Đen này. Và thực sự với thương xuyên phá tăng sức mạnh thì chọt cái lên bảng. Tiếp theo. Thôi từ. Thì bạn ạ, ôm anh em ơi, đợi hồi trước cuối nha. Cứ bình tĩnh. Cũng không, cẩn thận nha, mình sẽ xử lý Quyền Vương, hết chiêu rồi. Tiếp theo là Mina. Trời ơi, tanker với chúng tôi yếu máu xin hết anh em ơi. Cứ tấn công từ sau lưng thì dù tanker thì cũng phải thổ lên rốn với auto chí mạng 100%. Thấy trụ luôn rồi. Murat làm cái gì vậy? Cá. Trận này thì thực sự thì nói chung là game là dễ rồi, từng đó không biết chơi, có thích một tí thôi mà cũng không thích làm đâu. 4 mạng cơ mà, 10 phút 4 mạng thì mình thấy bình thường. Với cả thì mình nói rồi, con Murat bây giờ nó khó chơi hơn trước, nó không phải là dễ chơi như mùa F1 đâu. Thế ra mọi người cũng phải tập luyện Murat hơn và hạn chế pick neo lane nha, chứ không phải là trước khỏe quá thì auto pick, auto gọi là được chơi. Ôi, đi ngang qua cái đúng thôi luôn, cay thế nhở. Anh em thấy có mình có mở giao tranh không? Không bao giờ luôn. Mình đi tìm kiếm những mục tiêu lẻ và mình chờ đợi thời cơ vết mạng thôi. Chứ đau hẳn vào cái trường hợp mà chưa chắc chắn là cái địch chỉ có lên bản đến số à, mất clean anh em ơi. Đây, cứ từ từ nha. Tiếp tục nào.
Anh Murat giật bóng về, không giật bóng về là cái chắc rồi. Thực ra thì nếu mà những con tướng kém có động thì mình càng dễ ăn hơn. Ở trước này anh em cố gắng pick queen ở những trường hợp là team bạn máu mỏng, team bạn kém cơ động nha. Chứ team bạn tăng cơ đồng chí cho bò nhiều thì anh em mình có chơi thì sẽ khó chơi hơn đấy. Bởi vì tăng cơ nó chỉ choáng một cái là mình đi à. Mình leo vào cũng giết được một cái là mình đi à. Đây, xong rồi, tớ ghét thôi. Rất đơn giản. Anh em nhớ áp dụng công thức chơi để thử queen như vậy nha. Thực ra thì mỗi một tướng đều có một cách chơi riêng. Và Mô Việt luôn hướng mọi người đến một cái gì đó nó đơn giản thôi, chứ không cần mò mè kỹ năng, bởi vì kỹ năng của mình không mò mè được. Thành ra thì cứ tìm cái đơn giản nhất thì chơi rồi dễ. Chơi game vui vẻ mà. Chơi game không cần gọi là quá nhiều kỹ năng. Bởi vì Lên Cô Bài vốn là một cái game mà hướng tới nữa. Chúng ta chơi game vui vẻ thôi, chúng ta chơi game ít thời gian thôi. Và chúng ta chơi game một trận đấu ít thời gian thì chúng ta chơi game một ít thao tác thôi cho đỡ đau đầu anh em ơi. Mình thấy là hiện tại cá vẫn chơi được mà. Cá không phải là yếu đâu nha. Mà trận này cá thì chẳng qua là chưa gánh được team thôi chứ yếu gì đâu. Vàng nhiều nhất team bạn bên kia thì chẳng qua team thọt quá thì cả team cũng thọt thôi. Sao đổ lỗi cho một người nhỉ? Cả team cùng fit mà. Giật bóng về. Sau đó thì lên bảng này chắc chắn luôn anh em ơi. Chạy hộ. Về qua anh em ơi, cũng hay đấy. Nhưng mà rất tiếc, mình đang quá xanh rồi. 13-0 anh em ơi. Từ từ nha, đợi hồi cái chục cuối đã. Ôi, nhưng mà hồi chục cuối xong thì chỉ còn mỗi con cá thôi. Ui, cá cũng chạy mất tiêu rồi. Ok, do lấy trụ đường top, còn mỗi thuyền vương và con cá thôi. Thuyền vương này, lên bảng, con cá này, lên bảng lốt. Wow. Cũng quạt ghê đấy anh em ơi, nhưng mà chưa đủ đam. Bởi vì kiểu team mình xanh ấy, thì đứa nào cũng trâu bò, đứa nào quái vật, còn team bạn phế thì đứa nào cũng yếu à. Ok, có lẽ thì video clip MOBA chơi Queen đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.